Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh thân mến, tiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí mạnh thì thế nước mạnh rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp. Chính vì vậy công tác phát hiện và trao dồi bồi dưỡng học sinh giỏi luôn được trường trung học cơ sở Tinh Khiết Tráng quan tâm chú trọng và là mục tiêu hàng đầu để lựa chọn các em học sinh trong các đội tuyển để dự thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh. Hôm nay trường trung học cơ sở Tinh Khiết Tráng long trọng tổ chức buổi gặp mặt chúc mừng các em học sinh lớp 9 huyện Thanh Liêm tham dự kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh năm học 2020-2021. Về dự buổi gặp mặt chúc mừng hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu thay mặt cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm xin trân trọng và nhiệt liệt chào mừng ông Nguyễn Minh Tiến, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Thanh Liêm. Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm, đại diện cho phòng giáo dục đào tạo huyện Thanh Liêm, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu bà Trần Thị Phương, huyện ủy viên, trưởng phòng giáo dục đào tạo đề nghị chúng ta. Ban tổ chức xin được trân trọng và giới thiệu ông Lê Tuấn Tiến, chủ tịch thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Tiến. Về phía nhà trường, xin trân trọng giới thiệu thầy giáo Nguyễn Văn Doãn, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô giáo trực tiếp tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi và 68 em học sinh dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh đã có mặt đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Mở đầu chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh Tiến, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Thanh Liêm lên phát biểu động viên, trao quà và giao nhiệm vụ cho thầy và trò nhà trường. Xin trân trọng kính mời ông. Quyết tâm chúng ta vươn lên thứ hai.
hiện nay thì về huấn luyện viên này các cháu này là cũng mong các cháu thời gian còn vài ngày nữa đó các cháu sẽ bước vào một kỳ thi. Ngày xưa thì là kỳ khởi nghĩa, đó, một đợt chiến đấu của chúng ta, đây là một kỳ thi, thì mong các cháu là quyết tâm, đấy, bình tĩnh, tập trung để đạt kết quả cao nhất. Thế và để các cháu đạt kết quả nhất thì cũng mong thầy cô đẩy mọi cái điều kiện tốt nhất cho cháu. Đấy, trước mắt ấy, là cái phương tiện điện tử, đấy, thì đề nghị phòng giáo dục chỉ đạo nhà trường đấy, là chuẩn bị phương tiện đảm bảo đưa đón các cháu tập trung. Và trong cái thời gian thi thì có cái điều kiện tốt nhất cho cháu để sinh hoạt làm sao tránh cái tâm lý của cái lo lắng của cháu. Thế và cũng một lần nữa thì đề nghị các cháu có thật bình tĩnh quyết tâm làm sao đạt kết quả cao nhất. Thế và cố gắng làm sao để sau khi kết quả có kết quả bí thư chủ tịch là anh Tiến lại tiếp tục xuống khu vực. Đấy, một lần nữa thì xin cảm ơn và xin giúp các cháu rất là cảm ơn. Tôi và đồng chí chủ tịch có một chút quà nhỏ để ủng tập lên các cháu. Xin mời thầy giáo chúng ta và đại diện các cháu học sinh. Anh giãn ở đây đi. Một thôi, một cái gì đấy? Cả cái quà của chủ thể. Cô Phương anh, cả quà của chủ thể. Em mấy thầy cô này đéo cái bàn. Đông quá thì tối. Sẽ cho nhiều đấy. Trong sáng sủa này chắc chắn kết quả cao rồi. Đây cái trong đây cháu. Cho các thầy cô giáo và các em học sinh xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các bác lãnh đạo huyện ủy hội đồng nhân dân.